Tin tổng hợp ngày 29 tháng 3 Quân đội Israel tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Hamas trong hoạt động đang diễn ra tại bệnh viện Shifa. Pháp chặn trang web giả mạo tuyển 200.000 người đi chiến đấu ở Ukraine. Bình luận Trục ma quỷ mới đã hình thành, Đại Cộng sản Trung Quốc là địch thủ lớn nhất của Hoa Kỳ. Có phải Mỹ đã cho phép Đại Cộng sản Trung Quốc tự do càn quấy ở Biển Đông? Ukraine tấn công quy mô lớn vào Sevastopol, hạm đội Biển Đen của Nga thiệt hại nặng các sĩ quan Nga thiệt mạng nối tiếp nhau từng giờ, Điện Kremlin khó kéo dài cuộc chiến. Quý vị đang theo dõi mục tin tổng hợp ngày 29 tháng 3 của DKN News. Sau đây là nội dung bản tin. Chia sẻ về báo giới, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, chỉ huy cấp cao của Hamas, Rathabet, đã bị đơn vị biệt kích Saetet-13 của Hải quân tiêu diệt vào sáng ngày 28 tháng 3 tại Bệnh viện Shifa ở thành phố Gaza. Theo ông Hagari, Thabet là người đứng đầu bộ phận nhân lực và cung ứng cho nhóm khủng bố và được coi là một trong 10 chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hamas. Ông cho biết Thabet đã bị lính biệt kích hải quân và các binh sĩ khác giết chết khi đang cố gắng chạy trốn cho tới nay, quân đội Israel đã bắt giữ hơn 900 nghi phạm khủng bố tại bệnh viện Shifa trong bối cảnh cuộc đột kích đang diễn ra. Ông Hagari nói rằng trong số này, 513 người được xác nhận là thành viên của các nhóm khủng bố, và quân đội tin rằng nhiều người trong số họ cũng là thành viên khủng bố. Bộ Quốc phòng Pháp ngày 28 tháng 3 cho biết, giới chức nước này đã phát hiện ra một trang web giả mạo với nội dung chiêu mộ các tình nguyện viên tham gia chiến đấu ở Ukraine. Một nguồn tin chính phủ tiết lộ với hãng tin AFP rằng trang này hiện đã bị các cơ quan của Pháp gỡ xuống, song người này không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác. Trước khi bị đình chỉ, trang web nói trên viết rằng 200.000 người Pháp được mời nhập ngũ ở Ukraine, trong đó ưu tiên người nhập cư. Sau khi kiểm tra, Bộ Quốc phòng Pháp xác định đây là một trang giả mạo trang của chính phủ, mặc dù không nêu tên bất kỳ nghi phạm nào đứng sau vụ việc một quan chức chính phủ giấu tên cáo buộc trang web trên mạng có dấu hiệu của một nỗ lực từ Nga hoặc các nhóm thân Nga. Theo người này, đó có thể là một phần của chiến dịch thông tin sai lệch nhằm vu khống Pháp chuẩn bị đưa quân tới hỗ trợ đồng minh Ukraine. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga trước phát biểu của quan chức nói trên. Trước đó, hãng thông tấn Uniform cũng cảnh báo về hai video giả mạo loan tin Pháp đưa quân đến Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga có thể đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Ông không rõ mặt trận nào đang gặp rủi ro. Ông Zelensky nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với CBS News được công bố ngày 28 tháng 3. Trước đó, Trung tướng Alexander Palyuk, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine, tuyên bố rằng Nga đang thành lập một đội quân mới, bao gồm hơn 100.000 binh sĩ, và lực lượng của ông Putin có thể thực hiện một cuộc tấn công dọc theo một phần mặt trận Ukraine vào mùa hè này. Giáo hội chính thống Nga đã thông qua một tài liệu coi cuộc xâm lược toàn diện của Tổng thống Vladimir Putin vào Ukraine là một cuộc thánh chiến. Theo tờ Newsweek, tài liệu được phê chuẩn trong một đại hội của Hội đồng Nhân dân Thế giới Nga vào ngày 27 tháng 3, trong đó các nhân vật tôn giáo, chính trị và văn hóa trong nước gặp nhau tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế ở Moscow. Người đứng đầu giáo hội chính thống Nga, Thượng phụ Kirin cũng là người đứng đầu hội đồng và là đồng minh của Tổng thống Putin, chủ trì hội nghị. Tài liệu giải thích khái niệm thế giới Nga, Raskimir, mô tả danh giới của nó rộng hơn biên giới quốc gia của cả Liên bang Nga hiện tại và nước Nga lịch sử vĩ đại. Tài liệu này cũng đề cập đến bộ ba dân tộc Nga và tuyên bố rằng người Belarus và người Ukraine chỉ nên được công nhận là các nhóm dân tộc phụ của người Nga. Giáo hội chính thống Ukraine, UOC, đã phản ứng với tuyên bố của Nga bằng cách tách mình ra khỏi hệ tư tưởng của thế giới Nga. Euoc cho biết trong tuyên bố rằng cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt như cách người Nga gọi cuộc chiến ở Ukraine là một cuộc thánh chiến, mâu thuẫn với các nguyên tắc cơ bản của đạo đức Kitô giáo. Kính mời quý vị cùng thưởng thức hồng trà san tuyết bản liền của đạm thủy. Trà có hương thơm nhẹ, vị ngọt thanh, chát dịu, không làm mất ngủ. Quý vị đặt mua qua số điện thoại. 0945689573 xin trân trọng cảm ơn. Bình luận: Trục ma quỷ mới đã hình thành. Đại cộng sản Trung Quốc là địch thủ lớn nhất của Hoa Kỳ. Một trục ma quỷ mới gồm Trung Quốc, Nga, Bắc Hàn và Iran đã xuất hiện và Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Theo một tổ chức tư vấn chính sách có trụ sở tại Washington, Gippsham cho biết tổ chức này đã thảo luận về ý tưởng trên trong một cuộc hội thảo về hiện trạng của mối băng giao Hoa Kỳ-Trung Quốc. Ngày 19 tháng 3. Trong buổi hội thảo của Quỹ Di sản, ông Matthew Crowleynick, một cựu chiến lược gia của Bộ Quốc phòng và là một chuyên gia của cơ quan tình báo trung ương CIA, đã tuyên bố rằng kể từ thời chính phủ của cựu tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã công nhận Trung Quốc và Nga là những mối đe dọa lớn nhất của mình. Ông Crowleynick cho rằng rõ ràng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất trong số các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn. Mặc dù GDP của Nga chỉ chiếm chưa đến 2% nền kinh tế toàn cầu, nhưng nước này đang ngày càng hợp tác với Trung Quốc, quốc gia chiếm 18% GDP toàn cầu. Ông tin rằng chiến lược ngoại giao của Trung Quốc gồm có kiềm chế Hoa Kỳ bằng cách ủng hộ Nga, từ đó cho phép nước này có được tự do nhiều hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Dan Negri, giám đốc cấp cao của Trung tâm Tự do và Thịnh vượng tại Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng, người Mỹ cần nhận ra rằng Trung Quốc là một địch thủ trục ma quỷ mới dựa trên lợi ích. Nhà văn độc lập Gia Minh Dương nói với The Epoch Times rằng khái niệm về trục ma quỷ mới không phải là điều gì mới mẻ. Năm 2023, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell xác định Trung Quốc, Nga và Iran là trục ma quỷ mới. Có một trục ma quỷ trên thế giới, Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran. Ông nói vào thời điểm đó, và chúng ta cần phải đứng lên chống lại trục ma quỷ đó, chứ không phải cố gắng làm ăn với họ. Tuy nhiên, lời nói và hành động của Nga cho thấy thái độ của nước này đối với Trung Quốc là không nhất quán. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với nhà báo Tucker Carlson, ông Putin nói: "Chúng tôi là nước hàng xóm với Trung Quốc. Quý vị không thể chọn hàng xóm. Phương Tây sợ một Trung Quốc mạnh hơn là sợ một nước Nga mạnh." Vào tháng 3 năm 2023, ông Putin nói rằng Nga và Trung Quốc không tạo ra một liên minh quân sự và sự hợp tác của họ không hướng đến việc chống lại bên thứ ba. Ngày 20 tháng 3, ông Katsuji Nakazawa, một nhân vật truyền thông cấp cao của Nhật Bản, viết rằng: Mặc dù mối bang giao Trung Quốc Nga hiện rất thân thiết, nhưng cũng có thể trở nên dạn nứt trong những năm tới. Một lý do là người Trung Quốc đang nhập cư một cách ồ ạt vào vùng Viễn Đông của Nga. Ngoài ra, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh đổi tên địa danh Vladivostok của Nga trên bản đồ Trung Quốc thành Hải Sâm Uy của Trung Quốc. Về việc hình thành trục ma quỷ mới, ông Gia Cát lại có quan điểm khác. Ông tin rằng nếu chiến lược ngoại giao ban đầu của ông Trump vẫn được thực hiện, thì trục này có thể đã không hình thành và cuộc chiến Nga-Ukraine có thể đã không xảy ra. Ông nói rằng, tất nhiên trên thực tế thì chẳng có giả thuyết nào cả, và những điều này rốt cuộc đã xảy ra. Nếu cách tiếp cận của ông Trump, tức là kết thân với ông Putin, ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un nhằm chấn áp và làm suy yếu các mối đe dọa của họ đối với thế giới tự do được tiếp tục thì điều đó sẽ có lợi cho Hoa Kỳ và thậm chí cho toàn bộ trật tự thế giới. Ông Gia Cát nói thêm rằng đây không phải là chỉ trích cách tiếp cận của chính phủ của Tổng thống Biden, mà cách tiếp cận này có thể đã vô hình chung góp phần hình thành trục ma quỷ này. Chí huệ của cổ nhân Trung Hoa đó là không đẩy kẻ thù của mình vào tay một kẻ thù khác. Bình luận Phải chăng Mỹ đã cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc tự do càn quấy ở Biển Đông? Trong hơn một thập niên, Trung Quốc đã lén lút tìm cách thay đổi hiện trạng hàng hải ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một nỗ lực ngày càng gây căng thẳng với các nước láng giềng trong khu vực như Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan và một số nước Đông Nam Á cũng như Hoa Kỳ. Theo ông Bama Chalene, giáo sư tại Trung tâm nghiên cứu Chính sách có trụ sở tại New Delhi, với sự chú ý và nguồn lực của Mỹ tập trung vào các cuộc xung đột ở châu Âu và Trung Đông, Trung Quốc gần đây thậm chí còn trở nên hung hăng hơn với chủ nghĩa bành trướng của mình. Quyền bá chủ khu vực của Trung Quốc đang đến gần hơn bao giờ hết. Trung Quốc gần như liên tục tìm ra cách để bắt nạt Đài Loan, điều mà bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần cam kết thống nhất với đại lục. Mặc dù mục tiêu đó không có cơ sở trong luật pháp hay lịch sử quốc tế. Khi Trung Quốc thực hiện các bước đi như xâm phạm vùng phòng không của Đài Loan và bao vây Hòn đảo bằng tàu chiến, điều này làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến, làm thay đổi địa chính trị toàn cầu. Một cuộc chiến tranh khác có nguy cơ bùng phát ở dãy Himalaya do Trung Quốc liên tục xâm lấn vùng biên giới của Ấn Độ. Tình trạng này kéo dài gần 4 năm. Tại biển Hoa Đông, việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải và không phận quần đảo Senkaku của Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc tuyên bố là của mình đang thúc đẩy nỗ lực tái vũ trang của Tokyo. Nhưng nguy cơ leo thang lớn nhất có thể nằm ở Biển Đông, nơi Trung Quốc có những hành động hung hăng nhằm củng cố sự thống trị của mình, dẫn đến các cuộc đối đầu nguy hiểm bao gồm cả với tàu chiến và máy bay mỹ trong nhiều năm trung quốc đã nỗ lực không ngừng để củng cố sự thống trị của mình ở biển đông và khai thác nguồn tài nguyên to lớn cũng như vị trí chiến lược của khu vực này như một hành lang quan trọng mà một phần ba vận tải biển toàn cầu đi qua để đạt được mục đích này trung quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo trên các dạng san hô và đảo san hô xa xôi biến chúng thành các căn cứ quân sự mặc dù các hoạt động này cấu thành sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế nhưng ba chính quyền liên tiếp của mỹ hầu như không có phản ứng gì kết quả là trung quốc đã đơn phương mở rộng biên giới trên biển mà không cần bắn một phát súng nào giờ đây hải quân và không quân trung quốc thường xuyên tuần tra các vùng đặc quyền kinh tế eez của các nước láng giềng lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này lực lượng lớn nhất và được quân sự hóa mạnh mẽ nhất thế giới đã thực hiện các cuộc tuần tra xâm nhập các mỏ dầu khí ngoài khơi của nước khác. Các tàu cảnh sát biển Trung Quốc, bao gồm cả tàu lớn, cố ý sử dụng các loại vũ khí không gây sát thương như vòi rồng áp suất cao và thiết bị âm thanh tầm xa để tấn công các tàu nước ngoài. Hơn nữa, Trung Quốc đã cử hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển của mình theo dõi, săn lùng và quấy rối các tàu của Mỹ cũng như các nước láng giềng nhỏ hơn như Philippines và Việt Nam ngay cả tàu đánh cá cũng bị nhắm mục tiêu và phá hủy với việc các tàu trung quốc hiện đang được thiết kế có chủ ý để đâm và đè lên các tàu khác có vẻ rõ ràng là trung quốc sẽ trở nên hung hăng hơn trong việc khẳng định các yêu sách lãnh thổ của mình và các quyền liên quan đến đánh bắt cá và thăm dò năng lượng ở biển đông theo chuyên gia chelani việc trung quốc quân sự hóa biển đông là mối đe dọa lớn nhất đối với philippines và việt nam nhưng trong khi Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập thì Philippines lại là đồng minh lâu đời của Mỹ với một hiệp ước phòng thủ chung có hiệu lực từ năm 1951. Chưa hết, khi nói đến chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ phần lớn đã để Philippines tự lo liệu. Năm 2012, khi Trung Quốc chiếm đóng bãi cạn Scarborough, ngư trường truyền thống của Philippines nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này, chính quyền tổng thống Mỹ Barack Obama đã giữ im lặng. Kể từ đó, Trung Quốc đã dần dần làm sói mòn quyền kiểm soát của Philippines đối với các khu vực khác trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Nhưng Mỹ hầu như không đưa ra đề nghị gì cho đồng minh ngoài những tuyên bố ủng hộ. Ông Chalani nhận định rằng điều này khó có thể sớm thay đổi. Với các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza khiến nguồn lực quân sự của Mỹ ngày càng cạn kiệt, một cuộc đối đầu trực tiếp với Trung Quốc là điều sau cùng mà Mỹ cần giải quyết. Nhưng việc từ chối đứng lên chống lại Trung Quốc có thể sẽ khiến một cuộc xung đột dễ xảy ra hơn và có sức tàn phá lớn hơn. Mỹ đã cho phép Trung Quốc có được chỗ đứng vững chắc ở Biển Đông và sự gia tăng các hành động khiêu khích gần đây ở Biển Đông cho thấy ông Tập Cận Bình táo bạo hơn bao giờ hết, bất chấp nguy cơ leo thang dù vô tình hay vì một nguyên nhân nào khác. Trong khi đó, việc Mỹ không kiềm chế được chủ nghĩa bành trướng hung hăng của Trung Quốc đang làm sói mòn các lợi ích an ninh và thương mại của chính Washington. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ muốn cạnh tranh với Trung Quốc chứ không phải xung đột. Nhưng Trung Quốc muốn thống trị chiến lược bắt đầu từ Biển Đông và họ sẵn sàng mạo hiểm xung đột để đạt được điều đó. Biển Đông đã trở thành một phép thử cho quyết tâm của Mỹ, điều mong tập dự đoán là ông Biden sẽ thất bại. Thế giới, đặc biệt là các quốc gia ở tuyến đầu bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, chỉ có thể hy vọng rằng ông Tập đã sai và Mỹ sẽ tìm mọi cách kiềm chế Trung Quốc mà không có xung đột vũ trang. Kính mời quý vị cùng thưởng thức tĩnh trà của Tâm Xuân. Trà có vị đậm đà, ngọt sâu, nước xanh trong ánh vàng, mùi hương mật quyến rũ. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Phân tích Ukraine tấn công quy mô lớn vào Sevastopol, hạm đội biển đen của Nga thiệt hại nặng thêm hai tàu đổ bộ lớn của hạm đội Biển Đen của Nga bị phá hủy vào đêm ngày 23 tháng 3, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn vào các tài sản của hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, Crimea. Quân đội Ukraine ngày Chủ nhật 24 tháng 3 cho biết đã tấn công thành công hai tàu đổ bộ cỡ lớn lớp Rupucha của Nga là Azov và Yaman. Một trung tâm liên lạc của hạm đội Biển Đen và cơ sở hạ tầng chưa xác định khác cũng bị hư hại. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 24 tháng 3 báo cáo quân đội nước này đã phóng hơn 40 hỏa tiễn Storm Shadow và Neptune, cũng như máy bay không người lái và hỏa tiễn mồi bẫy ADM-160. Video định vị địa lý công bố ngày 24 tháng 3 cho thấy trung tâm liên lạc của hạm đội Biển Đen của Nga bị hỏa tiễn tấn công và một số tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Tin tức của Nga cũng cho hay Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn vào Sevastopol, Tuy nhiên họ cho biết hệ thống phòng không của Nga đã chặn được những hỏa tiễn này. Thị trưởng Sevastopol của chính quyền Nga Mikhail Razov Zayev báo cáo có khoảng 10 vụ nổ trong thành phố. Ông cho biết đây là vụ tấn công lớn nhất trong những năm gần đây, khiến một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Cho đến nay, chỉ có video do một số nhân chứng quay vào ban đêm được công bố, cho thấy một số vụ nổ mạnh sau khi hỏa tiễn bắn trúng tàu chiến. Có thể hình ảnh vệ tinh tiếp theo sẽ đánh giá chính xác hơn quy mô thiệt hại của Nga. Người phát ngôn của lực lượng hải quân Ukraine, ông cho biết mức độ thiệt hại của các tàu đổ bộ Yaman và Azov bị tấn công vẫn đang được đánh giá. Ông cho biết hạm đội Biển Đen hiện chỉ có 5 tàu đổ bộ nếu cuộc tấn công của Ukraine gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu Yaman và Azov thì chỉ có 3 chiếc có thể tiếp tục hoạt động. Các tàu đổ bộ còn lại của hạm đội Biển Đen bao gồm hai tàu đổ bộ lớp Tapia đề án 1171. Mặc dù chưa được cho nghỉ hưu, nhưng chúng là những tàu lâu đời nhất của hạm đội Biển Đen Nga. Có có thể nói chúng hữu dụng đến mức nào? Ngược lại, kỹ chỉ có lực lượng hải quân nhỏ bé và khá nghèo nàn, nhưng lại sử dụng thiết bị không người lái và hỏa tiễn tầm xa của hải quân để gây thiệt hại nặng nề cho hạm đội Biển Đen của Nga. Đầu tháng 8 năm 2023, một tàu không người lái của Ukraine đã tấn công tàu đổ bộ Olenogorsky-Golniak thuộc lớp Ropucha của Hải quân Nga, khiến tàu bị hư hỏng. Vào tháng 9 năm 2023, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào tàu đổ bộ Minsk cũng thuộc lớp Ropucha bằng hỏa tiễn hành trình. Sau đó, vào cuối tháng 12 năm 2023, quân đội Ukraine cho biết họ đã phá hủy tàu đổ bộ cơ lớn Novochetskaz của Nga ở cảng Feodosia phía đông Crimea. Nga cũng mất tàu đổ bộ. Saratov, lớp Tapir bởi hỏa tiễn Ukraine trong những tuần đầu của cuộc chiến. Giữa tháng 2 năm nay, tàu đổ bộ Zeza Kunikov, lớp Robucha bị phá hủy. Ngay sau vụ chìm tàu Zeza Kunikov, người phát ngôn hải quân Ukraine Dmytro Pelenchak cho biết, chỉ có 5 trong số 13 tàu đổ bộ lớp Robucha của Nga còn ở lại Biển Đen. Tất nhiên, trong giai đoạn này, một số tàu chiến khác của hạm đội Biển Đen của Nga đã bị tiêu diệt bao gồm cả tàu tuần dương Moskova cũng như các tàu khu trục và tàu ngầm khác. Viện nghiên cứu chiến tranh trước đây đánh giá rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tài sản của hạm đội biển đen của Nga đã khiến nước này phải di chuyển một số tàu khỏi căn cứ chính ở Sevastopol, cản trở khả năng hoạt động ở phía tây biển đen. Các căn cứ khác của hạm đội biển đen có cấu trúc kém hơn Sevastopol, nên quân đội Nga vẫn phải dựa vào Sevastopol cho một số nhiệm vụ chẳng hạn như nạp đạn cho hệ thống hỏa tiến Calibre trên tàu và tàu ngầm, vì các căn cứ khác thiếu khả năng đảm đương việc này. Các cuộc tấn công gần đây của Ukraine chống lại các tàu của hạm đội Biển Đen, bất kể với mức độ thiệt hại ra sao, cũng có khả năng tiếp tục ngăn cản lực lượng Nga tái khai triển tàu đến Sevastopol và phía Tây Biển Đen, đồng thời làm phức tạp thêm những nỗ lực hoạt động của hạm đội Biển Đen. Cuộc tấn công đêm ngày 23 tháng 3 vừa rồi đã phá hủy trung tâm liên lạc của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, Crimea và một kho dầu cũng bị tấn công. Cuộc tấn công của Kyiv gây nguy hiểm cho quyền kiểm soát của Nga đối với khu vực Biển Đen gần Ukraine nhất, hạn chế đáng kể sự di chuyển của lực lượng Nga ở Biển Đen và miền đông Ukraine. Nhóm nghiên cứu kỹ thuật số OSIN cho biết ít nhất 3 hỏa tiễn đã bắn trúng cơ sở này. Thiệt hại đối với trung tâm liên lạc dù có thể chỉ là tạm thời nhưng cũng sẽ dẫn đến những vấn đề lớn trong công tác quản lý của toàn bộ hạm đội biển đen. Phân tích, các sĩ quan Nga thiệt mạng nối tiếp nhau từng giờ, điện Kremlin khó kéo dài cuộc chiến. Mới đây, chuyên gia các vấn đề quân sự gốc Hoa Hạ Lạc Sơn, từng tham gia quân đội 10 năm và giảng dạy quân sự, đã có bài báo nói về vấn đề các sĩ quan Nga thiệt mạng nối tiếp nhau chỉ trong vài giờ. Sau đây là những nội dung chính trong bài viết của ông Hạ quân đội Nga đã chịu tổn thất nặng nề về người và trang thiết bị trong hai năm vừa qua. Vấn đề lớn hơn có thể là tác động thảm khốc khi Điện Kremlin mất đi hàng nghìn sĩ quan quân đội. Điều này khiến Nga không thể duy trì nhịp độ hoạt động chiến tranh chung ở Ukraine. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã trở thành cuộc chiến tranh đẫm máu nhất lục địa kể từ Thế chiến thứ hai. Hàng trăm nghìn thương vong đã được cả chính quyền Moscow và ký báo cáo, khiến đây trở thành cuộc chiến tổn thất nhất cho cả hai bên tham chiến kể từ chiến tranh Iran-Iraq. Ukraine vốn phụ thuộc nhiều vào viện trợ của phương Tây và đang gặp khó khăn do tình trạng thiếu đạn dược, nhưng Mỹ và phương Tây vẫn không thay đổi chính sách viện trợ Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga, và viện trợ quân sự cho Ukraine đang có dấu hiệu phục hồi. Ngày 12 tháng 3, Ngũ Giác Đài công bố gói viện trợ đặc biệt mới trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện dường như đang thay đổi quan điểm và chính thức ưu tiên viện trợ thêm cho Kyiv trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với các phóng viên ngày 14 tháng 3 rằng các dự luật tăng cường tài trợ cho quốc phòng của Ukraine và các hoạt động quân sự của Israel chống lại Hamas sẽ được đề xuất riêng trong những tuần tới. Theo cựu giảng viên quân sự Hạ Lạc Sơn, đó là tuyên bố rõ ràng nhất về gói viện trợ nước ngoài trị giá hàng tỷ đô la Mỹ kể từ khi Washington đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine. Một kế hoạch đã bị ngưng trẻ tại Quốc hội Mỹ trong nhiều tuần. Đó cũng là tuyên bố rõ ràng nhất của ông Johnson về cam kết của ông đối với một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện về gói viện trợ Ukraine, dù trước đây Đảng Cộng hòa của ông dường như không mấy quan tâm đến điều đó. Theo phóng viên Hạ Lạc Sơn, điều này có nghĩa là việc Mỹ và phương Tây cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine chỉ còn là vấn đề thời gian. Tác giả bài báo đặt vấn đề, nếu chiến tranh không dừng lại, vì viện trợ của phương Tây bị cắt và nguồn lực chiến tranh của Ukraine cạn kiệt, thì liệu cuộc chiến tàn khốc này có dừng lại vì tổn thất lớn về trang, thiết bị và nhân lực mà Nga không đủ khả năng chi trả hay không? Một số người suy đoán rằng với tốc độ tiêu hao quân đội Nga hiện nay, cuộc chiến có thể chỉ kéo dài vài tháng nữa. Quân đội Nga có thể sớm phải ngừng các hoạt động xâm lược do mất đi tất cả các đơn vị có năng lực nhất, bao gồm vũ khí hạng nặng, lực lượng đặc biệt, bộ binh hải quân tinh nhuệ và số lượng lớn sĩ quan. Trước cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022, các lực lượng đặc biệt của Nga, chẳng hạn như các sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt của Cơ quan Tình báo Bộ Tổng tham mưu Nga, đã tham chiến ở Ukraine từ năm 2014. Từ năm 2014 đến năm 2022, những sĩ quan này chịu thương vong tối thiểu trong cuộc chiến ở Đôn Bát và tích lũy được kinh nghiệm chiến tranh phong phú. Nhưng cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022 theo lệnh của Tổng thống Nga Putin đã buộc người Nga trải qua trận chiến đậm máu nhất trong mọi cuộc xung đột kể từ Thế chiến thứ hai. Cả cơ quan tình báo Mỹ và Anh đều xác nhận rằng tổng số thương vong của các binh sĩ Nga ít nhất là 300.000 người. Tính đến ngày 15 tháng 3, số liệu của Bộ Quốc phòng Ukraine cho thấy thương vong của quân đội Nga đã vượt quá 428.000 người. Dù chưa được bên thứ ba có thẩm quyền xác nhận, nhưng về cơ bản, nó phản ánh sự tàn khốc của cuộc xâm lược. Cuộc chiến buộc Điện Kremlin phải khai triển quân từ các chiến trường lớn khác và thậm chí từ bên trong nước Nga, các khu vực lân cận và nước ngoài để lấp đầy dây chuyền nhân lực phục vụ các cuộc tranh chấp gay gắt nhất ở tiền tuyến như tại Bakhmut và Adipka. Bài báo cho hay, tính đến đầu tháng 3 năm 2024, sĩ quan quân đội Nga đã mất hơn 3.700 sĩ quan và khoảng cách trung bình dưới các lần tử vong của họ chỉ khoảng 5 giờ. Nhóm blog mang tên Thiệt mạng ở Ukraine có trụ sở tại Cộng hòa Séc đếm số lượng sĩ quan Nga thiệt mạng bằng cách theo dõi tang lễ của họ. Nhóm blog xác nhận tính đến ngày 8 tháng 3 năm 2024, tổn thất của sĩ quan quân đội Nga ở các cấp bậc khác nhau bao gồm 7 tướng, một đại tướng và 6 trung tướng, 90 đại tá, 220 trung tá, 420 thiếu tá, 627 đại úy, 1010 trung úy. Dựa trên số liệu thương vong hiện tại của các sĩ quan Nga trên chiến trường, có thể thấy rằng trong 2 năm của cuộc chiến toàn diện, tuổi thọ trung bình của chỉ huy cấp dưới, chỉ huy chiến trường và chỉ huy cấp cao trên chiến trường đều rất ngắn. Khoảng cách giữa các vụ tử vong của sĩ quan cấp cao của Nga là khoảng 8 ngày, sĩ quan cấp trung tá là chưa đến 3 ngày và sĩ quan cấp trung úy và đại úy thì cứ khoảng 1 đến 2 ngày lại có một người thiệt mạng. Ngoài ra, theo tác giả, tác động nghiêm trọng nhất đối với quân đội Nga là thiếu sự lãnh đạo ở cấp cơ sở, đặc biệt là việc quân đội Nga không có cấp bậc hạ sĩ quan. Trong quân đội Hoa Kỳ, hạ sĩ quan bao gồm các hạ sĩ lục quân và thủy quân lục chiến, trung sĩ tham mưu không quân và hạ sĩ quan hải quân. Họ được tự do thi hành mệnh lệnh theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, người Nga dường như vẫn mắc kẹt trong mô hình chỉ huy cũ, thực hiện phương pháp chỉ huy trịnh thượng, nặng nề, đặc biệt là không phù hợp với tình hình chiến trường chủ động, năng động hiện đại. Thực tiễn của quân đội phương Tây đã chứng minh rằng hạ sĩ quan là lãnh đạo nòng cốt của các đơn vị nhỏ và rất quan trọng đối với các đơn vị cơ sở. Nhiều quân đội, trong đó có Trung Quốc, đang cố gắng sao chép mô hình này. Quân đội Nga không có cấp bậc hạ sĩ quan nên thiếu sự chủ động trên chiến trường và thậm chí là gây ra nhiều khó khăn trong việc tấn công. Cùng với thương vong giữa các chỉ huy các cấp, quân nhân Nga thường mất dấu mà không có chỉ dẫn rõ ràng dẫn đến việc liên lạc lộn xộn và thiếu tin tưởng giữa đồng đội. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố rằng hiệu quả chiến đấu và khả năng khai triển lực lượng của Nga đã bị lùi lại ít nhất 10 năm do cuộc xâm lược Ukraine. Sự tiêu hao lớn của quân đoàn sĩ quan Nga và việc thiếu hạ sĩ quan đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quyết định trên chiến trường và mục tiêu chiến đấu quan trọng đặc biệt là sau khi Nga rơi vào một cuộc chiến tranh tiêu hao liên tục. Khả năng chiến tranh của Nga cuối cùng sẽ bị phá hủy. Theo chuyên gia quân sự Hạ Lạc Sơn, quân đội Nga đang cạn kiệt kho vũ khí thời Liên Xô để giải quyết các vấn đề về cung cấp trên chiến trường ở Ukraine. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng với việc kho vũ khí của Nga đã chạm đáy, nếu phương Tây cam kết tiếp tục mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraine, thì quân đội Nga cuối cùng có thể bị đánh bại trong tương lai gần. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất các cuộc đàm phán về vũ khí và không gian chiến lược để đổi lấy việc tạm dừng giao tranh ở Ukraine. Trong khi những người theo đường lối cứng rắn ở Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine đầu hàng, một số quan chức Nga ôn hòa lại ủng hộ lệnh ngừng bắn hoặc ít nhất là giảm cường độ chiến tranh nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng. Theo ông Hạ Lạc Sơn, một lời giải thích cho sự thay đổi là kho vũ khí của Nga kế thừa từ Liên Xô cũ, tiếp tục cạn kiệt. Khi các nguồn tài nguyên chiến tranh này cạn kiệt, Moscow có thể mất đi tiềm năng tấn công vào năm 2025. Kho vũ khí từ thời Liên Xô là nguyên nhân chính giúp quân đội Nga có thể tiếp tục chiến đấu ngay cả khi chịu tổn thất nặng nề. Nga đã rút xe tăng, xe bọc thép và pháo binh từ những kho dự trữ này trong suốt hai năm chiến tranh. Một phần đáng kể trong số đó là vũ khí được sản xuất từ những năm 1940 đến 1960, chúng quay trở lại chiến trường dưới hình thức được sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng. Tác giả cho biết, Nga vẫn giữ lại hàng chục nghìn xe tăng, xe chiến đấu bọc thép và pháo binh sau năm 1991, nhưng lượng tồn kho này rất hạn chế và một số không thể tái thiết được. Nếu Ukraine duy trì cường độ chiến đấu ở mức cao, tổn thất của Nga sẽ tiếp tục gia tăng vào năm 2024 và khả năng duy trì một cuộc tấn công của quân đội Nga sẽ cạn kiệt vào năm 2025. Theo so sánh cân bằng quân sự giai đoạn 2021-2023 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, đánh giá hàng năm về năng lực quân sự và kinh tế quốc phòng, quân đội Nga đã có sự sụt giảm đáng kể về hệ thống vũ khí hạng nặng ở hầu hết các hạng mục. Tác giả lấy xe tăng chiến đấu chủ lực làm ví dụ. Năm 2021, trong kho xe tăng chiến đấu chủ lực các thời kỳ từ T-55 đến T-90 của Nga có tổng cộng khoảng 17.500 xe tăng đến cuối năm 2023, Nga chỉ còn lại khoảng 5.000 chiếc. Nhiều loại xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân giảm từ khoảng 15.500 xe vào năm 2021 xuống còn khoảng 11.000 xe vào năm 2023. Tất nhiên, sự suy giảm này không nhất thiết hoàn toàn do sự tiêu hao trên chiến trường, nhưng những gì đang diễn ra là hiển nhiên. Nga đang lấy ngày càng nhiều vũ khí từ kho vũ khí của mình đây đã là một quá trình không thể đảo ngược. Cựu giảng viên quân sự Hà Lạc Sơn nhận định, kho vũ khí dự trữ hiện vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ cho cuộc xâm lược của Nga, cũng như việc một số vũ khí lỗi thời có thể được khôi phục trạng thái chiến đấu và đưa vào chiến trường. Nhưng cuối cùng, quân Nga vẫn phải phụ thuộc vào việc những nguồn lực này có thể đóng vai trò gì trong thực chiến và chúng có hiệu quả như thế nào. Năng lực chiến tranh của Nga ngày càng bị hạn chế và đang bị cạn kiệt ở mức báo động theo chuyên gia hạ lạc sơn khi sự tiêu hao dự kiến này dẫn đến sự cạn kiệt nguồn lực quân sự của nga thì các hoạt động quân sự của nga trên chiến trường ukraine có thể khó khăn hơn so với các lĩnh vực bất ổn khác như ngoại giao kinh tế và công nghiệp quân sự do đó kết quả cuối cùng của việc nga xâm lược ukraine có thể phụ thuộc vào việc liệu cam kết viện trợ vũ khí của mỹ và phương tây cho ukraine có được thực hiện hay không nga chắc chắn biết lợi ích của việc ukraine tiếp tục nhận viện trợ của phương tây nhưng nỗ lực mới của Điện Kremlin nhằm sử dụng các mối đe dọa hạt nhân để buộc Mỹ và phương Tây từ bỏ Ukraine có thể đảo ngược tình thế. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp của DKN News đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.